Rồi tiếp tục 1,15 we live, we will arrive. Rồi chúng ta đi càng sớm thì chúng ta tới càng sớm thôi. À, vậy thì bây giờ mình sẽ thấy ở đây <laughs> có tờ có tờ này, này các bạn. Thì các bạn cũng biết ngay à cái này là đang là cấu trúc so sánh càng càng rồi. À, đi càng sớm thì tới càng sớm. <laughs> à, thì bây giờ mình sẽ thấy ở đây cái the soonest là loại ngay vì cái này là đang là so sánh nhất ha à, các bạn. Ờ, thì ở đây chỉ có phần A thôi tại vì phải có tờ trước chứ không thể là đứng không không là sooner và earlier được mình phải có tờ cộng so sánh hơn có nghĩa là các bạn uh, phải nhớ thêm cái cấu trúc này chứ không phải là tại vì mình cứ hay học là tờ sẽ cộng với so sánh nhất đúng không còn so sánh hơn mình không có dùng tờ tuy nhiên ở đây nó lại nó lại tiết mệt qua một cái cấu trúc khác rồi là the so sánh hơn tiếp tục the hơn, so sánh hơn cho đến càng cả cho nên các bạn phải nhớ công thức này Chứ đừng có luôn luôn mặc định trong đầu là the phải cộng với so sánh nhất chẳng hạn ha mình phải đọc hết câu để mình xem là nó đang dùng cái cấu trúc công thức gì à, rồi chúng ta có là sooner so hơn và the earlier so sánh hơn thôi ha rồi câu này dễ rồi ha tiếp tục một sáu the car went and down the hill rồi cái xe đi ngày càng càng nhanh xuống cái đồi Thì bây giờ mình sẽ thấy ở đây Thứ nhất là mình sẽ loại ngay được phương án A đi ha Tại vì sao? Mình có chủ ngữ là the car rồi đến là động từ went là đi, là chạy, chạy xe chạy á. thì cái bản thân cái động từ went này nó đang là động từ thường chứ không còn là động từ nối giống như ở trên cái câu mà mặt trở nên trắng bệt đâu nha các bạn ha. Không phải cái câu như hồi nãy mình nói đâu mà cái từ quen này nó thực sự là nó mang nghĩa động từ thường là đi xe chạy thì ở sau này các bạn chắc chắn các bạn phải cộng với trạng từ chứ không phải là tính từ nữa xe chạy một cách rất là nhanh hoặc một cách như thế nào đó rồi và and và, và và tiếp tục thì cái and này nó cũng phải là trạng từ ở sau này luôn tại vì trạng từ nó bổ nghĩa cho động từ chứ đúng không Đi một cách như thế nào đó và như thế nào đó xuống cái đổi Cho nên là mình sẽ lại ngay phần A tại vì sao? Very fast đúng là trạng từ thật nhưng mà cái từ dangerous là nó không phải là trạng từ mà nó là tính từ. Tiếp tục silently say đi một cách êm ả đi và an toàn xuống cái đổi Thì cái từ safe này nó không phải là trạng từ cho nên mình cũng không chọn được đúng không? Phần đi later là muộn hơn và chậm xuống đồi thì cái từ late này bản thân cái từ late là muộn á thì nó đúng là trạng từ nó cũng là từ late chứ không phải thêm delay. và nó đang so sánh hơn là chậm hơn tuy nhiên chậm hơn thì cái ở sau cái từ slow là nó cũng là tính từ Vậy nó bị chênh lệch từ loại rồi tại vì nó đã nối end thì nó phải tương đương với nhau đúng không? Thế nên mình không thể chọn bằng cái này bây giờ mình thấy faster and faster đi nhanh hơn đi nhanh hơn có nghĩa là ở đây các bạn nhận ra một cái cấu trúc là so sánh cũng càng càng luôn mà kiểu so sánh hơn liền nhau đó đó, xe đi càng ngày càng nhanh ha, xuống đồi khi mà các bạn dùng một cái cấu trúc là chủ ngữ để đến động từ vợ sau đó dạng so sánh hơn và so sánh hơn liên tục hai cái nối nhau và nối với nhau bằng từ an thì cái đó là cấu trúc so sánh ngày càng đó xe đi ngày càng nhanh xuống đồi đó mình giờ như vậy chứ không phải là nhanh hơn và nhanh hơn đâu nha mà mình có so sánh hơn và so sánh hơn thì mình sẽ dịch nghĩa là ngày càng và thường thì người ta hay dùng Uh, hay dùng cái cấu trúc mà ngày càng như thế này đối với động từ bị không và động từ get đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ có phương án C là faster and faster. Thì cái từ fast này nó vừa là tính từ vừa là trạng từ chứ không phải là thêm đuôi ly là fastly nha các bạn. Các bạn phải nhớ một số từ là nó từ tính từ mà khi nó chuyển lên trạng từ thì nó thêm đuôi ly. Tuy nhiên một số từ thì nó lại không thêm đuôi ly mà nó giữ nguyên giống như cái từ hard mình mới phân tích á. Và hoặc là cái từ fast này. Và một số từ thì nó lại không giữ nguyên cũng không có thêm đôi ly mà nó lại biến thành từ khác. Ví dụ như cái từ good là tốt thì biến thành trạng từ sẽ là well. Đúng không? Đó, cho nên mình phải nhớ những cái từ như vậy. Rồi 17. Although we hear about terrible air crashes flying is still the way to travel. It is much than walking down the road. Dù là chúng ta nghe những cái tin tức rất là tệ về những cái vụ đâm máy bay tai nạn máy bay tuy nhiên thì ờ uh, hàng không, việc bay đúng không các bạn thì vẫn là một cái cách an toàn nhất để mà đi du lịch. Đúng không? Mình có the. Và sau này cái danh từ thì các bạn biết ngay ở đây mình sẽ phải là so sánh nhất rồi đó. Lúc này cái từ tờ này không phải là kiểu so sánh càng càng giống như ở trên nữa, tại vì so sánh càng càng ở trên là mình có hai hai vế với nhau mà phải là the cộng tính từ so sánh hơn rồi the à, rồi chủ ngữ rồi đến động từ rồi đến the so sánh hơn rồi đến chủ ngữ động từ. Còn ở đây là bản thân cái này là chúng ta có chủ ngữ là the flying rồi. Việc bay, việc đi lại bằng phương tiện máy bay thì nó vẫn là cái kết như thế nào đó. Thì bây giờ mình có ở đây is là động từ của câu và tiếp tục still là trạng từ và tiếp tục các bạn có the way là danh từ. Thì trước danh từ thì có phải là tính từ không các bạn? Mà tính từ ở đây nó có the nữa thì chắc chắn ở đây phải là tính từ so sánh nhất. Đó, mình phân tích từ từ thì nó sẽ ra rồi tính từ so sánh nhất thì mình sẽ có ở đây là uh, Kết an toàn nhất thôi đúng không safest đó rồi tại vì ở đây nếu như mà mình dùng an toàn hơn thì phải là uh, an toàn hơn đó thì mình biết được là đâu có phải có mỗi cái uh, đi du lịch bằng mỗi máy bay và một cái phương tiện khác đâu mà là nhiều mà cho nên mình không thể dùng safer ở đây được uh, vậy nên là mình sẽ không có chọn phương án A ha Phương án C là less safer là ít an toàn hơn. Thì bản thân cái từ less là so sánh kém hơn á. Thì cũng như vậy, đã là hơn á, thì phải là hai cái đúng không? Mà ở đây đâu phải là hai đâu, mà phải là mình phải nói là một cái kết uh, an toàn nhất hoặc là cho dù là ít an toàn nhất đi thì cũng phải là dùng the list đó chứ không phải là less được tại vì bản thân cái từ less này là nó đang là so sánh hơn mà mình vừa mới phân tích rồi không phải có mỗi máy bay và phương tiện khác mà nó có nhiều phương tiện để đi lại du lịch mà cho nên mình không dùng so sánh hơn ở đây đúng không đó mình chỉ dùng so sánh nhất thôi vậy cái C là mình không dùng được tiếp nữa là safer thì các bạn dùng less cộng đã dùng less là nó đã có một cái từ phụ để so sánh hơn rồi thì các bạn sau đó các bạn giữ nguyên cái tính từ của nó ha không có chia tiếp nữa hồi nãy phần mình nói ở trên rồi cái G thì list the list thì cái list này là so sánh kém nhất thì ở đây nó nếu các bạn dùng kém nhất thì chẳng hạn là uh, bay là cái cách mà 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 không tốt nhất đi thì cũng phải có cái tính từ đi vào chứ đúng không chứ không phải là the list được vì cái từ list là giống như cái từ most các bạn nhất thôi nó mới là nhất chứ chưa biết cái gì nhất ví dụ như an toàn nhất hay là nguy hiểm nhất hay là cái gì các bạn cần phải có tính từ ở sau đó nữa và đây mới có từ list thôi mà chưa có cái tính từ cho nên chúng ta không điền được phương án này vậy thì mình sẽ có phương án b là phương án chính xác thôi so sánh so sánh nhất the safest và sau đó It's much safer than. Đó các bạn có than này. Chắc chắn ở đây nó sẽ là so sánh hơn. Tại vì nó rõ ràng luôn là nó an toàn hơn việc là đi bằng đường bộ. Thôi, thì bây giờ mình có là ở đây này, nó so sánh rõ ràng hơn là bằng đường bộ đi. Ờ nhưng mà không phải mỗi đường bay với đường bộ thôi nha chúng ta còn có đường thủy này kia nữa mà đúng không cho nên chắc chắn ở đây phải là so sánh nhất chứ không phải so sánh hơn nha ok rồi ờ, mình có then thì mình sẽ chọn safer là đúng rồi rồi bây giờ các bạn, giờ các bạn có thêm một cái từ merge. Có nghĩa là bình thường mình dùng cấu trúc so sánh hơn thì mình có chủ ngữ để đến động từ rồi đến là tính từ so sánh hơn rồi đến then. Đúng không? Nhưng mà ở đây tự nhiên nó lòi ra cái từ merge. Thì các bạn sẽ có một dạng nữa là so sánh hơn nhưng mà khi mà các bạn muốn miêu tả nhấn mạnh là hơn nhiều đó thì các bạn sẽ có thể dùng từ much ở trước hoặc là từ by far từ further đó nghĩa là có những cái trạng từ như này ở trước để bộ ngữ thêm để mình nhấn mạnh thêm là quá là rất là nhiều an toàn hơn nhiều ha tại vì nếu mình nói là it is safer there thì cũng được nó an toàn hơn việc đi bằng đường bộ nhưng mà ở đây người ta muốn nhấn mạnh là hơn nhiều thì các bạn sẽ cho những cái trạng từ này đứng trước cái cái tính từ so sánh hơn là được ha rồi một mười tám a volvo is expensive a mercedes is very much more expensive But a Rolls Royce yes. một cái chiếc Volvo thì đắt và một chiếc Mercedes thì đắt hơn nhiều ha? very much more expensive các bạn có là more này cộng tính từ dài ha có nghĩa ở đây nó đang so sánh hơn với cái vô này và nhấn mạnh nhiều hơn thì các bạn sẽ có cái trạng từ là very much ở trước ha uh, much more expensive hoặc là very much more expensive là đắt hơn nhiều nhưng mà chiếc Rolls Royce thì thì nói chung là nó sẽ là đắt nhất các bạn sẽ thấy ở đây mình sẽ có là nếu ở đây mình đang thấy ở đây nó có ba chủ thể đúng không? Thì cái thứ nhất nó nói câu bình thường, cái thứ hai nó là nó so sánh hơn, có nghĩa là nó đang so sánh hơn với cái thứ nhất. Và tự nhiên nó lòi ra cái thứ ba thì chắc chắn đến cái thứ ba này nó phải là so sánh nhất rồi. Nếu như ở sau đó nó không nói gì thêm. Chứ còn nếu ở sau đó mà nó muốn nói là Rolls Royce là đắt hơn cái gì thì nó phải thêm ở sau đó đúng không? là là is more expensive than để để mình biết đắt hơn cái nào chứ cái này nó đang là được nhắc đến cái là thứ tự của nó là cái thứ ba thế bây giờ không thể so sánh hơn được nữa mà là phải là so sánh nhất rồi đúng không? đó còn nếu mà nó muốn dùng so sánh hơn thì chắc bắt buộc nó phải ở sau đó then then cái nào then cái volvo hay là cái mercedes đúng không? cho nên mình sẽ không thể dùng so sánh hơn ở đây mà mình sẽ dùng so sánh nhất rồi so sánh nhất thì bây giờ mình sẽ có duy nhất một cái phương án a thôi the most expensive the nhấn mạnh hơn thì người ta dùng by far ở trước có nghĩa là cái by far này nó giống như very much đó các bạn nó để nhấn mạnh thêm thì các bạn sẽ uh, cho nó đứng trước nó là rất là nhiều đắt hơn rất là nhiều đắt nhất rất là nhiều có nghĩa là mình sẽ biết được là ở đây ít nhất các bạn loại trừ ra thì chúng ta cũng chọn được cái phương án là so sánh nhất the most expensive here đúng không còn cái này far more expensive là so sánh uh, cái này là đắt hơn nhiều thì nó lại tương tự như cái này rồi đây không được tại vì cái này được nhắc đến lần thứ ba mà A lot more expensive là nó tương tự như này Có nghĩa là những cái từ far này By far hoặc là a lot hoặc là much hoặc là very much Thì để nhấn mạnh thêm là uh, mức độ của cái từ đó Và too expensive uh, Xe Rolls Royce thì quá đắt thì nó không đủ nghĩa đúng không Tại vì mình đang dùng cái giọng so sánh với nhau mà Đâu có thể viết một câu bình thường như này ở đây được rồi mình sẽ có phương án A là phương án chính xác ha. À, rồi 119. I uh, backed three horses. nice start rain, the sun ran, and the wind rain there. tôi đã đặt cược vào ba con ngựa. Cái từ back này là thông thường mình hay dịch nghĩa là phía sau là tính từ ở đằng sau. Nên ở đây nó đang là từ loại động từ như các bạn ha. Mình có chủ ngữ là I và tiếp tục động từ là backed. Đó, thì nó có nghĩa là đặt cược vào dành niềm tin vào các bạn, tin um, cá cược vào đầu tư vào đó ờ, rồi thì tôi 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 đặt cược là ba vào ba con ngựa thì cái con ngôi sao đen ngôi sao bóng đêm uh, thì chạy rất là tệ hay rất là giỏi gì đó thì ở đây mình sẽ có ren nó là động từ thì động từ sau này chắc chắn mình sẽ phải cộng với trạng từ đúng không trạng từ để bổ ngữ cho động từ chứ chứ sao lại tính từ được đúng không cho nên mình sẽ thấy ở đây mình cần trạng từ tiếp và cái con the Sun á, thì cũng chạy một cách như thế nào đó thì ở đây bản thân cái Terrain nó cũng là động từ. Thì ở đây các bạn lại điền tiếp trạng từ thôi. Rồi, và cái con này cũng chạy thì ở đây chắc chắn các bạn cũng phải điền trạng từ. Rồi, thì thứ nhất cái phương án A là bad thì nó là tính từ thì các bạn sẽ loại này. Vì nó không thể là điền tính từ ở đây được, mình phân tích là dùng trạng từ mà. Uh, badly trạng từ giữ lại này. Good là tính từ, giỏi thì cũng không đúng từ loại ở đây, well là chạy giỏi đúng không? thì mình giữ lại vì hai cái này badly là tệ và well là giỏi thì nó đều là trạng từ thì dùng ở đây được. Tiếp uh, cái con từ sân này thì chạy giỏi nhất ạ. thì ở đây nếu như mà các bạn dùng best ở đây thì nó lại thiếu cái tờ rồi. tại vì best nó đang là so sánh nhất của cái tính từ uh, trạng từ uh, well uh, chạy giỏi nhất. Thì nếu như mà ở đây các bạn dùng so thì nhất các bạn phải có tờ trong khi cái từ này đâu có tờ ở đây đâu. Tiếp tục nữa và the green render không thể dùng từ better được cái này so sánh hơn mà các bạn phải xáo ngược lại thì mới được có nghĩa là ở đây sau này các bạn mới dùng so sánh nhất này chứ không thể so sánh hơn như phần án đi vậy mình sẽ loại tiếp phần án này rồi bây giờ mình phân tích mình có rain badly chạy một cái rất là tệ rất là dở thì mình có badly nó là trạng từ thỏa mãn rồi này tiếp Uh, cái con tờ sân này thì chạy lại tệ hơn nữa. Thì mình có worse nào đó là so sánh hơn của cái badly. Có nghĩa là nó so sánh hơn của cả tính từ bad và so sánh hơn của trạng từ badly luôn nha. Ờ, uh, vì và thứ hai nữa là các bạn thấy thông tin là cái night star này nó nhắc nhắc tên lần đầu. Và cái tờ sân này nhắc lần thứ hai có nghĩa là mình mới chỉ có hai thông tin thôi thì mình đã mình chỉ dùng so sánh hơn giữa cái night star và cái tờ sân này. Cho nên mình dùng so sánh hơn ở đây là đúng rồi này và tiếp tục cái con the win này thì chạy tệ nhất thì các bạn vừa có ở đây là nó được nhắc đến lần thứ ba thì có nghĩa là nó phải dụng thuộc dạng so sánh nhất rồi vì ba con mà thì phải nhất chứ còn nếu hai con thì mới con này hơn con kia còn con này là nhắc tới lần thứ ba có nghĩa là đến lúc này thì phải so sánh nhất rồi và nếu như mà muốn dùng so sánh hơn thì mình phải ghi ở sau này là hơn con nào then nice star hay là then the sun đó mà đây thì nói dừng ngang đây thì chắc chắn các bạn biết là so sánh nhất rồi thứ hai nữa các bạn có the thì sau này so sánh nhất thôi the worst chạy tệ nhất mình sẽ có phương án b ha rồi tiếp tục một hai mươi he has Rolls Royce and uh, Audi seven and MG uh, các bạn đến phần mạo từ ha thứ nhất anh ta có một chiếc Rolls Royce uh, thì chắc chắn ở đây phải là mạo từ ở uh, ha có một và nó cái kết phát âm của nó là r thì nó là phụ âm rồi cho nên mình sẽ chọn mẫu từ ở thứ hai nữa and thì cái từ này nó phát âm là nó bắt đầu bằng nguyên âm đúng không các bạn? chứ không phải là phụ âm nữa cho nên mình sẽ có mẫu từ ẩn đúng không tiếp tục mg đây à, cái này sẽ là phân vân nhất cho các bạn tại vì sao là mình có cái từ mg là nhìn về mặt chữ thì nó bắt đầu bằng chữ m chữ m thì chữ m thì trong danh sách nó lại không nằm trong năm cái chữ cái ủy gọi là phụ âm à là nguyên âm. Cho nên các bạn sẽ đôi khi các bạn dùng mạo từ ở tuy nhiên mình đã được học là cái nguyên tắc để mà dùng mạo từ không phải là dựa vào mặt chữ mà chúng ta sẽ dựa vào cái kết phần âm. Y chang cái từ để mình hay ví dụ cho các bạn cái từ hour là uh, cái tiếng đồng hồ á ha, giờ đồng hồ á thì cái cái hour này là mình dùng an hour mà half an hour đó. chứ đâu dùng ở hour đâu. Tại vì bản thân cái từ này dù bắt đầu bằng cái chữ H nhưng mà cái chữ H này cầm Nó phát âm là cái từ R đầu tiên Cho nên là cái này cũng là phụ âm À cũng là nguyên âm cho nên mình mới dùng mạo từ ẩn Thì bây giờ cái bản thân cái từ MG này cũng vậy Nó phát âm là M Là chữ A rồi, chữ A là nguyên âm rồi Ủy hoài rồi đúng không? MG cho nên ở đây mình phải dùng mạo tự ẩn Chứ không phải là ở nữa Vậy thì mình sẽ có D và MG Vậy thì phương án C là phương án chính xác rồi đúng không? Rồi mấy cái này mình phân tích từ từ thì nó sẽ ra rồi tiếp tục um, 121 His father is architect quite expert. Bố anh ta là một uh, kiến trúc sư thì và cũng là một cái chuyên gia luôn thì bây giờ mình có architect là bắt đầu bằng chữ không phải là bắt đầu bằng chữ cái r mà mình đọc á architect là bắt đầu bằng cái nguyên âm r rồi đúng không? Cho nên mình sẽ có mọi từ ẩn tiếp quite expert thì cũng là cũng là nguyên âm luôn đó cho nên mình sẽ có là cũng là ẩn luôn vậy mình sẽ có phương án C là phương án chính xác ha. Cái từ quite này bình thường mình hay dùng nghĩa là um, khá là đúng không? Ví dụ như là I'm quite interested in reading books à, tôi khá là thích thú với việc đọc sách. Thì cái từ quite này nó mang nghĩa là khá, tuy nhiên ở đây nó cũng có nghĩa là on sâu cũng là ha. Đó, cũng đại loại như là rồi 22 um, which books are the table for eight and we got uh, there 15 minutes. Chúng tôi đã đặt bàn uh, lúc 8 giờ và chúng tôi đã đến đó um, trễ hơn 15 phút. Rồi, thì mình có trạng từ late luôn ha. vì uh, bây giờ mình sẽ thấy ở đây này, very late, rất là muộn. Thì bản thân mình xác định thành phần của câu thì mình có we là chủ ngữ và tiếp tục động từ là got, đây là trạng từ trạng ngữ. Chúng tôi đã đến đó Uh, thì bây giờ nếu như mà đến nó trễ thì các bạn dùng cái cái trạng từ late là trễ này. Nhưng nếu very late là rất trễ nhưng mà bản thân ở đây mình có 15 minutes. Trễ bao nhiêu phút rồi thì không thể các bạn vừa dùng cái 15 minutes và vừa dùng very late ở sao được. Uh, một là các bạn dùng very late, hai là các bạn dùng 15 minutes late. Đó trễ bao nhiêu đó hoặc là rất trễ chứ không thể là 15 phút rất trễ được đúng không? Các bạn không thể ghép được hai cái trạng từ này với nhau như thế này được. Cho nên mình sẽ không chọn phương án A. Chỉ được dùng một trong hai thôi. Lately là nó bây giờ các bạn xác định thành phần của câu thì các bạn sẽ thấy cái chữ got này nó là động từ thì các bạn sẽ thấy là ở nó là động từ thì sau chỗ này nó phải điền trạng từ. Thì đúng là nó điền trạng từ thật. Vì trạng từ bổ nghĩa cho động từ. Tuy nhiên trạng từ late là của tính từ lấy là trễ thì nó cũng là cái mặt chữ đó luôn y chang cái từ hard trở các bạn còn nếu như mà các bạn thêm truy really thì nó lại không phải là trạng từ muộn của cái tính từ muộn nữa mà nó sẽ mang thành cái trạng từ là ở ờ, mới gần đây gần đây là nó giống như cái từ recently đó các bạn đó, gần đây là lúc đó các bạn chia đồng thì hiện tại thì nó đó, mới gần đây thôi cho nên là các bạn tránh nhầm lẫn hai cái trạng từ này đó chứ không phải nhất nhất khi nào cũng thêm really là là cái trạng từ của cái tính từ đó chuyển lên đó nha rồi too late là quá trễ thì ở đây cũng vậy, có nghĩa là các bạn cần phải biết cái từ 15 phút này, 15 minutes này nó tương đương với từ very hard to rồi. Các bạn không thể dùng hai lần trouble như vậy được. Uh, ví dụ như mình nói và chúng tôi đến đó quá là trễ thì and we got there too late là như vậy là được. Còn đây là trễ 15 phút thì trễ như thế nào là bản thân những cái cái trạng từ bổ ngữ thêm này nó tương đương với cái từ 15 minutes này rồi. Cho nên mình chỉ có thể chọn phương án phương án đi thôi ha. Rồi trễ 15 phút. Uh, 1, 2, 3, the food looked perfectly to me uh, Cái đồ ăn này um, Trông rất là Quá là là Ngon, hoàn hảo Ngon hoàn hảo, một kết hoàn hảo với tôi luôn uh, Thì bây giờ mình sẽ thấy ở đây là Mình có cái động từ looked Thì cái động từ này Mình phải xác định được là nó uh, Rồi tự nhiên nó thấy cái trạng từ ở đây nữa Thì các bạn sẽ thấy phân vân là Ồ, oh, cái này nó là động từ rồi sau này cái từ perfectly này là trạng từ bổ ngữ cho động từ đó thì liệu có đúng hay không thì như vậy là không đúng nha các bạn cái 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 động cái động từ look ở đây nó không phải nghĩa là nhìn nó không phải nghĩa là một cái động từ thường mà nó có nghĩa là trông có vẻ thì lúc đó nó giống như những cái động từ nối động từ trí giác rồi thế sau đó các bạn phải cộng với tín từ trong như thế nào đó chứ không phải là nhìn một cách như thế nào đâu nha. Vậy thì bây giờ mình có cái từ perfectly này nó là trạng từ, cho nhiên cái trạng từ này nó không phải là bổ ngữ cho cái động từ trong câu, không phải là theo nguyên tắc là trạng từ bổ ngữ cho động từ nữa, mà cái trạng từ này nó là để bổ ngữ cho tính từ đi sau nó. Đó. đó, giống như mình có cái cụm very good là rất là tốt chẳng hạn. Thì cái từ very đó nó bổ ngữ cho cái từ good đó. Thì ở đây cũng vậy cái từ perfectly này nó không phải bổ ngữ cho động từ look mặc dù nó là trạng từ, vợ trước nó là động từ nhưng mà nó không phải bổ ngữ cho động từ ở đây, mà cái trạng từ này đang dùng để bổ ngữ cho tính từ đi kèm với nó ha, ngon một cách hoàn hảo, ngon tuyệt đối luôn, đó chứ không phải là trong một cách rất là tuyệt đối, trong một cách rất là hoàn hảo đâu nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ có ở đây nó sẽ là tính từ vì nó đi sau động từ lực ha, còn cái từ đây là trạng từ vì nó bổ ngữ cho tính từ này bây giờ mình chọn tính từ thì ở đây chỉ có phương án đi thôi, là good thôi, perfectly good to me. Còn well trạng từ nicely là trạng từ deliciously cũng là trạng từ. Hai chúng ta cần phân biệt đủ. Chứ không phải ở đây các bạn chọn trạng từ để bổ ngôi cho động từ look nha. Cái từ look này nó đang là trong có vẻ. Hai tư, he works so hard that there are minutes in the day when we're not busy doing something. Anh ta làm việc quá chăm đến nỗi mà uh, chả có phút nào ở trong ngày mà anh ta không bận cả ha rồi thì bây giờ mình có là động từ works so hard thì cái cái từ hard này nó là, là trạng từ này các bạn cái này không phải là tính từ đâu nha mà nó đang là trạng từ cái mặt chữ thì nó giống tính từ thật nhưng nó là trạng từ để bổ ngữ cho động từ works ở đây chưa thì hiện tại đơn thì bây giờ mình có làm việc quá chăm đến nỗi mà chúng ta có cấu trúc sâu so tát này quá đến nỗi mà như thế nào này Uh, đến nỗi mà có quá ít thời gian đúng không có ý, quá ít phút ở trong một trong cái ngày mà Anh ta không có anh ta không bận để làm cái gì này đó. rồi thì bây giờ mình có cái dân từ minus <laughs> và một mình cần một cái tính từ lượng từ ở trước để một ngữ thì cái dân từ minus này nó đang là dân từ số nhiều đếm được đúng không các bạn dựa vào cái nó thêm s ở sau này đó thì bây giờ mình sẽ chọn một cái từ nào mà nó đi với dân từ đếm được ở số nhiều thì mình có sum là đúng là có cộng với dân từ số nhiều fill cũng cộng với dân từ số nhiều ở few cũng cộng như vậy ha Và cái từ non Thì bây giờ bản thân cái từ non này các bạn phải dùng non hợp Không có phút nào ha, Cho nên không thể dùng là non ở đây được Mình sẽ loại ngay cái này đầu tiên ha Các bạn phải dùng non hợp, non hợp cộng riêng từ số nhiều uh, Rồi Xâm nếu như các bạn dùng xâm là có một vài phút thì không đúng Tại vì anh ta làm việc quá chăm đến nỗi mà có một vài phút ở trong ngày Anh ta không có bận gì hả? Đâu, ít phút chứ hầu như không có chứ đó cho nên mình không thể dùng xâm là một vài ở đây được có nghĩa là cái câu này nó đang mang nghĩa là hầu như không có thời gian chứ không phải là có một ít thời gian cho nên mình không thể dùng xâm ở đây được rồi bây giờ mình sẽ còn fill với là ở fill thì cái fill với ở fill này mình đã được học rồi đúng không hai cái này nó đều cộng với dân từ số nhiều điểm được nhưng mà ở đây cái từ fill nó mang nghĩa có ít nhưng mà hầu như không còn cái ở fill là ô may quá vẫn không một ít trong khi những người khác không có chẳng hạn ha từ đây anh ta có ít thời gian đến nỗi mà hầu như không luôn chứ, đúng không? Tại vì quá quá bận đến nỗi mà có quá ít thời gian trong ngày mà có ít khi lắm mà anh ta không bận để làm cái gì hết. Cho nên mình phải chọn đây mang cái nghĩa là có ít nhưng mà hầu như là không có thời gian luôn mà có ít hầu như không thì mình sẽ chọn phần bi đối fill ha. Rồi còn cái a fill là ồ oh, may quá vẫn có một ít thời gian, có nghĩa là mang nghĩa tích cực hơn. Thì nó cũng tương tự như cái từ a little nha các bạn. Little với lại little á. Little với lại a little chứ. Rồi nó cũng tương tự như vậy mình có little với lại ở little. thì ở little là có một ít và nhưng mà sau đó nó cộng với danh tử. danh từ không đếm được số ít thôi à, và cái little này là cũng có một ít nhưng mà cũng có hầu như không. có nghĩa là hai cái này là kết sử dụng nghĩa là nhau chẳng qua nó khác cái dạng từ loại là đi theo sau nó là dân tử đếm được phải không đếm được thôi. OK OK bài hôm nay khá là dài rồi và cũng khá là hay nhỉ cho nên là chúng ta dừng lại đây ha. Bài tiếp theo thì chúng ta sẽ giải tiếp cái câu tiếp theo từ câu 125 trở đi với các bạn có cái gì hỏi hay thắc mắc thì các bạn cứ comment hoặc là gửi email vào địa chỉ là học về hành chấm ngữ pháp tiếng Anh gmail com Thì sau đó mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn ha. Rồi chúc các bạn học tốt. Hỏi cảm ơn các bạn đã theo dõi video.